Đâu vậy, đâu vậy? Mày nó cởi mấy xe cái kia nè. Tao nói ổng mấy ngưng đợi đây quá trời hết chỗ đổ luôn rồi đó nha. Gần hết rồi. Còn có 2-3 xe nữa, 2 xe các bạn. Có 3 xe mới cho 50 ký nữa đó. Chính cái tài luôn chứ nóng. Quá thử rồi. Bự cho bá vô mày. Nó lắp ra đây không à, không sống nổi nha bà ơi. Đâu quá ôm nè. Tiếp lắm. Siêu phẩm. Quá thứ rồi. Quá
trời nó bự các bạn ơi. Đây nó tụt đây siêu ẩm nha các bạn ơi. Quá sướng. Thành công các bạn ơi. Cá này nãy là nó lên đây lâu lắm rồi đó. Đây là cảnh tắt đèn bắt cá ở miền Tây. Quá ngon. Vô cái đầu chồng quay kìa, cái vô cái đầu chồng quay kìa, nói vậy cái vô cái đầu ấy ghê à. Ăn nó chạy mới gặp cửa luôn. Quá ngon. Từ vô đó nha ơi, trong đó nó chơi nhiều lắm á, cho ông chích cá nữa đi. Cá sống rồi. Sống luôn á. Quá trời ơi, nó đông rồi, nó đông rồi. Không làm hoài à, em không muốn cười à, em ngồi. Tạo lắm chứ mà không cậu. Bởi vì nãy giờ ông bị từ xử mấy lần mà. Rồi sao không chích cái này nha, lèo dữ vậy đó hả. Thằng ăn nó đau thương quá nhập rồi. Úp úp úp. Rồi úp. Vô tổng giờ chuyển qua làm lính đánh thuê đi gót xăng luôn. Ừ. Nè nè, nè nè con. Nó tổng giờ về hưu. Nè nè, nó ok. Bậy. Đây nè. Cái chỗ này nè, tưới mấy con như này luôn. Vô tỏi, hai tỏi liền đủ. Nè nè, tay ông này nhóc kia nước. Sụ quá, siêu phẩm rồi kìa. Phải trời. À, đã trời, cây cây chích cái cho nó lên dễ cây, nó lúng quá. Không, không nó lúng rồi, không lên được không? Không kìa, không kìa, ba. Chạy giúp. Chạy lên đi hả? Yeah, yeah, cày, cày, yeah, lên bờ luôn. Trời ơi, tạo ngủ. Dưới vô giò nhóc á. Đây nó dòm dữ rồi, nó dòm cá đây. Trời ơi, chích đó mà cái chê đây giật từ 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 đứng xa xa mới được. Xa xa mới tỏi rồi. Ba con cá chê mà tụi con lên đó nè. Nhóc. Phân cái này sâu dưới. Cái làm theo cái giò.
Đây có con này. Không bị tiêu đó nha anh Phong ơi. Anh là mỗi giờ cá này trời. Đều hỏi sơ. Không. Hả? Ừ, em. Chết coi dấu gọi chính rồi. Hai con. Nó hết ra luôn hả? Lấy đầu khỏi đó. Lấy nón thôi. Đó. Lấy nón vịnh. À, không có vỏ tầm rồi luôn rồi. À, vậy vỏ tầm lại như là tiên sinh vậy ha. Quân sư. Quân sư đó, từ mã ý á. Này từ mã phạ, từ mã tòng. Ăn ăn nó siêu phẩm nữa kìa. Này ăn. Ăn cái này lấy ghế. Đâu nằm trên đó kìa. Là trên đó còn nhóc rồi. Vô nhất rồi, cá vô nhất. 400 gram phải. 400 gram vô nhất rồi. Cá đây cái chai vàng các bạn ơi. Này nghe đổ sao này cái này cho con. Đổ 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 thằng ra đi gọc cái. Đây là cái chai vàng. Mới động rồi má để cho thở đi. Má lại cái đặng lon hồn để cho nó cao đầy con nữa kia vô nữa. Cái là đầu tiên nó vừa. Đây cái chai vàng. Tiếp tục là cái chai vàng. Còn cái chê với cái chê nhiều. Hồ kia là nó nhiều. Cái chè như cũng còn cả mấy chục ký à. Mấy chục ký rồi hả trăm. Có lóc nữa bắt hết mỡ hả bác hai? Nó đi gồ 40-50 ký cái lóc lớn. Vậy đó hả? Ừ. Còn cái đó đẹp quá đẹp luôn. Đây hội Liên Hiệp Phụ Nữ giải lào ăn bánh. Rồi lấy chai canh rượu. Nhả cái bánh gì dữ vậy? Ôi, trời. Này giống cái nón quay thao không hả gì? Phải không? Ừ. Mấy để họ múa đi. Bánh tiêu của hũ dừa. Người bánh tây yến, bánh chuối. Đang bánh gì? Ba giờ ăn. Ba xả. Ông thấy có bánh ba cái này. Bánh này. Bánh này ăn hồi tới chiều. Nó có nằm ơi. Bánh quay thao. Dính lên cái đừng mắc ổ. Dừng lại. Mà nó ông cho nó hơi cái đi. Mà nó ông lẹ quá trời mấy bả không có kẹp. Để không lưới ra. Quá sao tôi chịu nổi. Đây, đổ. Dạ. Quá. Đánh đèn thui luôn. Đi với bạn cho hết đi. Từ từ cắt cho. Cắt gì? Rửa thì tự cũng hậu. Ai ăn cho sạch. Ai mà cắt đó mà ăn bánh. Sao đây? Ăn rồi là cái bánh nó nhừng vậy chậu. Nhưng chưa tôi la mệt luôn. Nó mua hết thì chừng quá. Bốn xe nó gọi. Bốn xe nó gọi. Không? Bữa hùng. Có ổng mua ngon. Bữa hùng hết cả 200 kg luôn rồi. Có. Ừ. Cái gì vậy? Thái Thần nó gửi. Nè. Chị mọt nãy đứng nó rịch. Rịch lên đây. Thịt lên là chai không? Đang nói bắt cá hai tay nè. Ừ. Cái chế sao mà cái gì vậy làm nữa.
đâu bị để dạ. Để lỡ hết vào mày ha, mấy cá nướng lên đâu có biết đâu. Ba dính rồi, rồi bỏ ba cũng ăn. Hồi nãy lựa ra đâu rồi, đặt đầu rồi về. Lên cái đắp ớt nữa. Cá thấy mày hả? Cái nào bỏ thì không. Đi vu đi. Hồi nãy mấy cá nãy tôi răng không chịu cho bỏ vô. Ba lên. Sạch cái lóc tặng này chị hai. Cái mà hả hỏng con này ra đây. Con nó sình lắm. Đến đâu kêu tôi hả hỏng mà. Nè, nè. Đây nè, không có đổ ở đây đi. Nó không đổ thì tao bỏ thả cái lóc rồi. Nè, mấy con cá tao chích vô là tao phải rửa sạch cho đấy các bạn. Để mà dính sình trọng nó thở không được. Dính răng là sức miệng luôn. À nghe xe máy tao lấy cái thỏng nha. Chứ cái đứt vào hả? Cái đứt nó đâm cái đứt. Đứt chừng bá cho bá. Mày thả rồi con nói không có. Đó, đó, đó. Thường ơi, cho hỏi ba còn cỡ mà nghe được 60 ký gì cả kia nữa không? Cỡ đó à? Cỡ đó. Cỡ 3, 4 xe gì đó. Thì mấy chục ký á. Lụm cá không là mở cái tay. Trời vàng. Đó là con kinh rít không? Hả? Kinh đưa ra tay. Nặng quá. Khá nặng. Con kia lên đi. Còn quên nó, còn nhét tay chưa? Để lên thì hả đổ nha. Thêm nước đi. Đang bơm đó. Trời, cái trời vàng tiếp tục các bạn. Trời vàng hôm nay nhiều lắm á chứ. Đây là nãy giờ những cái phần cá mà bắt được đó các bạn. Đây cũng tiếp tục cá trời vàng. Bên đây cũng cá trời vàng luôn quá. Ồ, bên này cá trắng. Đây à. Đâu vậy, đâu vậy? Mày nó thổi mấy xe cái kia nè. Con nói ổng mấy ngân ngân đợi đây quá trời hết chỗ đổ luôn rồi đó nha. Cái này là nói gì là có chuyện gần hết rồi. Hai xe nữa. Cái hội này đi chơi. Bắt hình hộ về bắt xiết nước khô giờ là bắt khoảng hai xe nữa à. Còn có hai ba xe nữa, hai xe các bạn. Có ba xe mới cho 50 ký thôi đó. Ba xe 50 ký lắm, một tọt là 50 rồi, chắc là nghĩ chứ. Chưa chơi, một tọt là 50 ký, đi cân loại nè. Thôi nửa tọt là 2 tọt rồi, nửa tọt là 2 tọt. Không phải thả cái lóc bắt ra ấy nha. Có lóc nào nữa đâu. Thả vô, thả vô. Thì má đâu thả, hồi kia thì ta thả hồi này cái lóc. Bỏ cái chi trắng này mấy bạn. Cái này à, đâm cho tôi nhắn nè. Dạ lỡ cho vô là luôn đi. Quá xá cá ngon các bạn. Tự xử hả? Bà nữa bà nấu nướng. Đây là cá thu hoạch các bạn. Chê vậy. Nghe cắn tẹo này ai đem cái hoài luôn có nửa thọt là 20 ký cân cho mình.
dữ lắm là 49 kg à. 49 kg luôn chín là. Tới tài cá quá rồi, nó mập xong. Cá chê đấy dữ mà hai. Nó không giặt mặt nó mà tôi giặt mặt tôi. Đổ qua đây luôn chứ. Đây đưa cho mấy cái ấy đây. Liên tục là tính luôn mấy cái kia luôn. Quá em, cái sầm cá nãy giờ cũng rất là vui các bạn ơi. Ăn được cái bánh nó chị mài no luôn rồi. Kìa, trầu bác hai nó làm trầu. Bữa nay tới bác hai vô trong này. Giờ bỏ vô trong luôn không? Mình tiếp ngày nổ luôn. Trần cái đầu bác hai ơi, xích ra ta ơi. Ôi ôi, nó nổi luôn kìa. Còn đi con hả đi. Còn con cá lóc nữa kìa, trong cái ấy kìa. Quá trời ngon rồi. Có thằng đi con cá bự đó, em ra cho nó thở nè. Ừ, con đó yếu rồi. Ừ, con cá nó bự kìa, không biết nhiêu ký. Cá nó ký 2 với 3. Đây, cá lóc. Pha con gờ kìa, gờ có luôn nào. Phải mà, cái luôn này nó giờ không? Mà nó sẵn rồi nè, rồi cá lóc nó uống lên nè. Nước cái đầu cá lóc lên. Mình giấu rồi. Rồi, rồi, rồi. Như nước được rồi, đừng nóng. Một mùa thu hoạch cá đây bận rộn các bạn. Cá mê quá. Đây sạch dằn nào đấy rồi, tối tối. Ngon quá. Mập ha. Dằn này có thịt mà làm khô không? Đây một mẻ cá kết thúc chương trình các bạn ơi. Phim hoạt hình đến đây là hết. Thì còn có hơn chục ký. Ừ, còn con có lóc bự dữ vậy đó. Tiếp tục siêu phẩm. Còn có lóc bự nữa. Đây nè, vô sau lưng ta nè. Chuông đổ cái ấy sau lưng nè. Ta biết là ngày mai bắt nữa thì để vô trong đó đựng trong đó luôn đi. Còn cái này thì chịu nó bắt cái này. Đang cái luôn à. Cái này. Cái đó đổ đây đi. Đổ cái xe đổ đây đi. Mấy cái xe trắng kìa. Quá trời cá ngon không các bạn ơi. Mấy nhà con này cho thở ra coi đi. Con này còn mạnh lắm. Con mạnh. Bỏ vô trong kia luôn. À, anh đi. Chị vậy. Cái lót nè. Lửa, lửa cá, tao lửa phân lội nha. Phối hợp nhịp nhàng quá ha. Rồi cho nước vô đây luôn ha. Cho nước vô đây luôn đi. Quá. Cá khi mà ta thu hoạch lên cá sống bình thường các bạn ơi. Thấy đây luôn nè chị hai. Cái vàng nè. Nó thảy mấy cái chai vàng vô đây luôn. Còn cái cá lóc nữa nè. Cặp kia là bên rác nhỏ không cố. Con cá lóc này thì thở. Trời trời. Này, giờ tới tiếp một cân cá nha quý vị. Cần xong chút xíu tới mình quay clip nướng cá cho các bạn xem. Cá chê. Chê vàng. Lắc lắc. Trời ơi, nó
hay chưa, cái đó không phải vậy. Quá trời các bạn ơi, tới gầy cá nữa rồi. Lạc luôn đây khỏi rồi. Lạc luôn khỏi rồi, khác đây. Quá. Đây về miền Tây ăn cá gì đó các bạn ơi, ăn cá trừ cơm. Chê vàng. Cá chê còn mấy nướng sao của tôi. Kẹp. Lấy cái gì đại gấp cá chê ra cái gỗ đó đại đi, cái gỗ đại đi không sao đâu. Cá lóc khác luôn. Quá thứ. Cá lóc khác. Cá lóc thì không sao. Ăn kiểu này biết nào chết của rồi. Này có củ tỏi và vỏ tầm đó. Bệt luôn. Quá trời. Nóng cái tay như chết luôn. Trời ơi nóng gì tay mà nóng. Chính cái tay luôn chứ nóng gì. Quá thứ rồi. Mai nhìn xuống cái đi hả? Ừ. Do cá chê vàng mở nhiều quá đó các bạn. Nó nhiễu mở xuống rồi cái nó cháy lên cái nó áp cá nó dễ khét đó. Cho nên là gấp ra. Máy nướng cá lóc trước rồi cho cá chê nó dịu cái. Nó nhiễu dầu quá. Cháy. Chơi vàng nướng thứ gì chưa nổi, còn nó còn nhịp nữa mà ơi, còn nhảy nhẹ nhẹ gáp nhẹ gáp để giữa đại đi để gì nhiễu vậy nhiễu mà nướng cá lóc rồi trước đi. Cá chê lên nướng chút xíu rồi chín à, chê này nó gì chứ nó dễ chín hơn, nó mau chín lắm. Làm chạy cá luôn. Chạy được bao lâu? Lì. Lì chở chung số hả? Hả? Vợ yêu mình nó giờ yêu mày điện nãy giờ. Nó cái ấy quá cháy quá. Cái gì vàng nướng sao đi. Cái chợ mày gần gì á. Từ tao không có gấp đâu. Vợ yêu nó điện rồi. Tranh thủ đâm muối ớt chị đi ăn ơi. Chị đâm muối hả? Không kịp đó. Mà tao nướng không kịp cho nó đâm. Em có biết đâm đâu. Chết đâm mày luôn. Đâm mày luôn. Nhậu thấy lưu rồi đó các bạn. Ngon nè. Không kìa, ra sao đó, tự xử đại đi, có gì đâu. Ra sao tự xử đi. Lấy lấy mắm tép với miếng muối đâm chung nhau. Thành mắm muối nữa hả? Đây, chi mà giữ dễ. Nhiều lắm rồi. Không hết đâu. Thôi còn mấy nướng đại đi, hồi mấy bả không ăn cơm mà. Ủa? Còn có bác hai với... cái cá mà tới mà dập lại như này các bạn, cái gì chưa nói. Có cái gấp nào nữa không? Muốn tiếp cho mau. Từ đi. Vô đậm nữa kìa. Nè đây mày nướng tao đâm nha. Ừ nướng đi, cho tỏi đâm đi. Ồ mà khét tao đá mày á, vô ba sườn không. Làm thử cái đầu cái. Mang. Ủa vỏ hết đâu trời, giống thầy đó ta. Ông thầy không vô. Mới xưng một cục mà. Ông thầy mà ông miệng con cá chê đâm bốn nhát xong vô nằm. Vô nằm cái bắt cá xong cái tới nướng cá ông thầy ra nướng. Nướng nổi liền. Trời nó bắt cái tàn cục luôn à. Ừ. Quá quá rồi. Trời khô nó đâu có khô, cái khô gì nữa trời. Để ngoài, ừ.
gặp mấy cá chê quá trời lửa này của tôi. Mấy thằng nướng cá. Quá. Wow. Ý ơi, quá trời ơi. Quá trời bác hai ơi. Này chắc điện điện quân vô được quá. Trên xe con có cái bọc kìa. Quá trời. Ừ, con đã chích đó. Không tới một chuyện. Dạ, ăn mà vợ kêu về, về mẹ đi. Là gì thì chứ. Thiệt, tôi nói thiệt chứ, vợ tôi mà tôi kêu vợ yêu một cái, đâu kêu cái tôi về liền, thiệt. Ừ. Có thèm ăn ba cái chai vàng này đâu. Nhưng miếng nhiễu rồi. Này, sau một chuyến bắt cá thì cuối cùng thì mấy anh em cũng được một cái mâm cá quá khủng. Đó. Cá chín hết rồi. Giờ mời cả nhà cùng tiếp tục thưởng thức của mảnh nhỏ nha cả nhà. Cá nướng miền Tây. Đây, giờ đàn trai qua bưng mâm qua các bạn ơi, kính lễ đầy đủ. Ba dĩa cá nướng. À, trời. Cái này bản chia bản đi. Cá sợ lắm. Sợ. Chạy qua nước. Chạy qua nước chừng 2 kg ăn đủ con hết nữa. Mấy điện lực thằng cứ làm nó gọi cho con nha, ăn nguyên con đó. Chưa ít vô cho mà bắt hai với chế rồi bán cơm đi. Để con gì đó. Để lần dĩa đó. Mình ăn cơm bữa nay mình không có nhậm nữa bạn. Chiều đi thăm lọp. Tối đi thăm lọp. Vô ra làm ơi. Anh chị kêu ơi. Ăn cơm nè. Ăn cơm bác hai ơi. Ăn cơm trái kẽm ơi. Không ăn còn lớn. Trái kêu quên tên bả đâu biết. Trời chứ Ni. Vô kẽm. Kêu vợ ông kẽm thì kêu bằng trái kẽm chứ sao. Sao không. Cá nữa rồi. Cá mình này gì ăn thôi. Tới giờ ăn không. Đâu rồi. Dạ. Yeah. Gì nữa. Mình sẵn rồi. Kết bệnh. Đây mời cả nhà cùng thưởng thức cá chê vàng. Cá lóc. Làm đi cho tao. Đi, tự nhiên đi. Ăn đi, trời ơi trời, đủ nóng ra, nóng ra ăn đi. Đi cụ thế mới ăn được. Này mạnh dưới vậy ta. Tưởng tự nhiên. Mới cử lộn với vợ nhà về mạnh vậy. Thường là vậy đó, đang buồn gia đình đi chơi với mạnh. Té xe giúp người không buồn rồi nhậu chạy xe giúp người ghê vậy. Nữa thầy nữa. Cái này xong bật lửa lên có giống cái gì đâu hả đó lá bông súng rồi đó nó nóng chơi dùng chưa gì đúng hả. Ừ trời ta trời ra cách này đâu ăn lá ăn cách này ta ăn cộng không à. Loại cộng à, loại này loại cộng tăng à. Giò nó gói chắc nữa con cá luôn quá. Nay cho ăn mà bao ăn nữa. Thế không, mày điện ăn dễ mày ăn, cho số kìa. Điện cho nó miếng ăn. Ăn. Hả? Cho số một phần kìa. Thôi ngồi đợi chút xíu về mất cao bánh lên. Phải lâu. Bành cái lưng luôn. Chết luôn. Trên tiếng hoàng hồn vậy. Nhịp gần luôn quý vị ơi. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Vậy mới ngon. Đó. Cải xanh à. Đó. Dao thì bao luôn. Nãy thấy tủ lạnh nha. Đó, sao lưng gà dòng đó. Đâu nữa, đâu nữa đó. Dao gì đây, lấy. Được các bạn. Cái lóc đồng nướng nha, cả ký luôn á. Ừ. Cái cả ký. Sớm không? Tặng có cái thật. Nhiều. Ừ. Vô bắt hai thôi. Cơm hai. Không có nó đặt nhiều chứ có đặt nhiều cái này được chưa? Trời ơi. Vô chú. Vô bác hai. Bác hai tay kéo con súng nãy giờ coi kìa. Dính mũ. Để cho mày chỉ cho Ngô Từ Ân đi ra ngoài bắn con cá thôi. Ngô Từ Ân nhà đầu thai rồi. Này, này thần ăn. Dạ, đi. Mấy anh đẩy cá, anh ăn cơm, anh về luôn ta. Ừ. À, anh Phong lấy chén nữa. Ê, ba hai. Kéo các bạn ra ngoài chút xíu đi. Cho dễ. Đồ mẹ. Đổ ngoài đi. Mấy
kia ngồi hết rồi, thấy giờ kia tôi đang ngồi, tôi ngồi. Ủa sao rồi, sao chuyện gì vậy? Anh ứng á. Về chỗ nào hồi nãy? Để sau một cái chuyến thu hoạch cá thì hôm nay thì nói chung cũng trúng cá nhiều. Dạ chú ơi. Dạ chú ơi. Cơm. Kéo vô bác. Kéo. Cơm nè ông Hoài ơi. Cơm nè. Dạ tao. Cơm. Mấy tấn. Con quay xíu cũng ngộ được. Rút cái thào đây à, rút cái gỗ. Nhất là rút rồi. Đâu vậy ơi? Đây bắt cá thì ăn cá nướng với cá nấu canh chua cơm mẹ. Giúp nắp là trước đây rồi. Ngồi rồi đi lên làm về cốc ơi. Chờ cái tải em. Tôi tới hồi về thăm lạp đó. Đúng không hả? Đi ơi, mày lấy cho một cái đi. Cho ly cho tao đó. Vô rồi. Vô luôn nha. Ông ngoại ơi. Đây, mời hết luôn. 1, 2, 3, vô. Vô 2, mở 2. Này không có rượu 4, 3, 2. Dạ. Ủa, điện nữa hả? Mày nhớ giống một vợt quá ha, giật liền ha. Một càng đó thôi. Đây nè, hồi năm giờ không ơi. Ít nhiều quá trời. Canh chua, cá chốt được không ha? Đâu con cá chốt nãy có ăn đâu rồi. Chết luôn, chặt nhạnh bỏ không biết con nào luôn. Dính cơm mấy ai? Dính cơm cái môi. Cái mồi dính cơm. Cưới. Còn quay luôn. Ý là bỏ lại cá nửa ký rồi đó. Chà. Này cũng tới tài bắt ai khủng không à. Không, bởi vì em nói cò gối lần nguyên con thì em tin đó kìa em. Ừ, cái miếng nó còn cuốn còn mở ra được nữa đó anh ơi, nó quăng quăng chứ còn mở ra bự được. Cười làm cười này chập cho nghe với anh em ăn được ăn nha. Vui là chính. Làm đi tao đi nè, để nè, để đi, để uống ly được rồi, cầm ly uống hoài chết gì đó nữa. Vô đây nè. Chà, cái này màu dữ dữ không ta. Dữ mua cho ai gì thầm mà xưa giống ăn xưa giống á. Trời ơi, làm gì thầm nè, vô làm bút cá nè. Nè nè, làm bút nè. Nè. Trời ơi, mình không làm. Làm cái xưa. Làm cái xưa. 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 Chết luôn rồi. Trời với xui bỏ rồi, ní bạn rồi. Cái khác là đừng nghĩ tới gì đó. Ở này mới lên bao ấy à, bao bố à, chưa lên bao công. chưa đủ. Uống được nhiều. Trời ơi, làm đi, cỡ mẹ như biết. Sẵn rồi. Ly thì nó lâu rồi, ly mà lá sao mà lá đều quá vậy. Vô rồi, đúng không? Ờ muốn lên trời. Anh em này chết rồi. Vô hai. Làm đi. Tao lúa lâu đi. Ờ ba đi dặm lúa luôn hả? Cái này dặm lúa. Chưa mất cá. Mà người ta nói là ơi, chuyện cá đâm là chút xíu đâm mè, không có ai dám nói đâu. Ai dám nói đâu, chừng nào đâm rồi đi mình tự biết đúng không hai? Nói đâu mà. Ở đây với lại. Nè, cái này em được nè. Không coi chừng đá. Không phải không rùng. Bây giờ hồ đương đang bên sàn chỉnh thì nó có chuyện cao quá gì nữa. Ủa, không lẽ bây giờ đang bắt cá cái mình nói ăn ăn coi chừng cái chốt đâm mày cái nó cự mình, nó chửi mình nữa. Ừ. Sao được? Ngu cái gì nói vậy? Thiếu kinh nghiệm. Lắc đầu. Rồi ông nhìn kìa, ông bị cá chê. Vừa hò tay với mới khen, cái chê đẩy 4 vít liền. Cho trắng. Chứ nó nói ai mà nó nghĩ cái chịu nữa, chạy chịu chửi quá trời.
đang hàng tẹt 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 nó nghỉ đi nghe, hỏi văng vô mắt đuôi á. À, nói cậu nghe thốn ghê ha. Trời thốn luôn. Cũng là mới có uống bụi xỉn xỉn rồi sửa sẵn lên xe nó đụ mẹ mày chạy cái té chết đó. Làm tốn cái máy xị. Nói con cầu tốn máy xị. Kia lên nhớ tay liền. Kiếm thiếu lên té gặp. Cái thầm đã quá đã chứ phải đó, đã hổ. Cái thầm quá đã. Để chạy ra. Cái nước. Nè, thủng nha không? Thủng của tỏi hay vậy? Đâu con rồng mấy chào bà. Đâu hai vòng cài vòng thả nha ngư. Con mật hết. Nó đâu có mật gì mới ngon đó. Cái này mà cái bao tử nó ấy mà đâu có gì đâu. Trời ơi, cá lóc nhất rồi. Bao tử nhỏ xíu à, đâu có mồi. Trời ơi, tao còn nhét mồi vô nữa. Nhét thứ vô. Không mà cái ruột cá lóc là ngon nhất rồi, còn gì nữa. Tình lên đi. Ừ, ngồi bả bắt lũ thường là. Ủa, còn cá lóc có đẳng nữa kìa. Không có nữa kìa. Cá là trên ký luôn á trời. Nãy giờ Thánh ăn làm nên cá chưa cũng gần hết luôn rồi chứ còn gì nữa mà không hết. Ăn cũng ăn đi mà là lóc thay má rồi. Anh nghĩ đi, khi mà nó lấy luôn cái xương sống ra rồi là hay biết cái cảnh rồi đó. Má à. Trời ơi. Hai con thịt má rất là ngon. Nói bữa nay ăn vô đây nó ăn cá nó ngán luôn rồi coi. Quay clip lại lên. Thôi trời ơi nhìn thèm. Nhìn thèm chảy nước miếng luôn mà kêu vô đem vô vô. Đây nè, bánh này nè, bánh ăn nè. Làm rồi thèm cá nướng quá trời rồi, thấy đăng clip lên nướng cá về về. Quay quay Lenin nè, gửi ở trên mà trên YouTube cho Lenin vài con ăn. Không có gửi bên ngoài nha. Trời đất bên ông bà đòi năm rồi đó. Đem nướng cá phi cá đồ mà tới đem bữa nướng trời mưa đó đúng không? Đem về cho ăn bọc luôn đó. Đi trang như kia đem về cuốn thần linh nha. Ủa trời. Sắp về tính đâu đem đồ như đi cuốn thần linh. Cá nhóc luôn bộ. Ủa mà đồ nhậu mà sắp đem về cho ai trang như đồ cuốn thần linh vậy chứ. Em dữ lắm. Rồi bỏ rồi. Ôi trời. Hôm nay làm cá ký lô trời. Thấy cũng nói ra người ta nghe người ta buồn ra vận động mà thấy đầu cá ngán thấy mẹ luôn trên sợ ra ngoài kêu cái đầu cá rồi đó gấp ra lên tôi thấy đầu cá ớ đó tôi bỏ lại tiếng hỏi là gì họ tính tiền mặn tôi bốn thứ nên hôm nay ăn nhả đầu cá ngoài tôi bún cái đầu cá không nữa 30-35 ngàn rồi trời trời trong động luôn có ăn nhả không ngoài không kêu cái đầu cá không ăn. Dòng người ở ngoài đi hỏi còn đầu cá không mới ăn bún. Ủa? Không có đầu cá không ăn bún nữa. Ủa là thằng ăn nó ăn đầu cá mà nó giục cái đó bỏ kìa. Nha, cái đầu đúng nha là dính cái ruột dạ. Đó. Rồi. Không kém. Nó ăn đầu cá mà nó bỏ cái đó là sao? Còn gì nữa, giục luôn cái đầu cá luôn đi chứ còn gì nữa ăn. Hồi đó em cũng không biết nữa, đầu cá em bỏ ở đó không à. Sau này cái đầu cá là có cái đó mới ăn được. Cái đầu cá gô thì không phải lắm cái đầu cá gô. Đó gô thì nút thôi, còn cái này kìa, nguyên cái đó kìa. Giấy kìa, đầu cá mà bỏ cái đó thì xong luôn, cái đầu cá rồi đó không còn gì để ăn nữa. Rồi đó xong rồi nó dục rồi đó. Không. Không à, không ốm nổi luôn cái gì. Ôi, giá này ăn hết nổi rồi, cá còn một dĩa ở đây nữa nè. Một dĩa ở đây nè, một dĩa ở đây nè. Đổi về. Đặng đàn nướng nữa kìa. Đổi về. Ôi, mẹ cá cam của bọn dĩa. Cá là muốn bệnh rồi, cá tươi này không ăn. Bây giờ xin kết thúc clip tại đây các bạn ơi. Một buổi thu hoạch cá mùa 2023 của vụ của nhà anh Nốc. Anh Út Kiểm đó, hẹn cả nhà gặp lại tại 20 mấy Tết đó, anh Út Kiểm vét sòng kiếm vài trăm ký cá nữa tiếp tục. Bye bye, hẹn gặp lại ở nhà trên kênh Năm TV trong những clip mới nha. Bây giờ bye bye cả nhà nha. Yêu xuống lì hết luôn rồi. Vô cái ăn ơi, vô kết thúc clip cái ơi, để hôm người ta nói là không có nhậu nữa. báo nhỏ trời chia gì làm. Làm như ông kẻm gót không tới chi. Trời ơi, nó cũng kẹp mình theo chứ đâu dễ gì. Phải còn thằng tỉnh hồi còn móc xe đồ lên nữa chứ.
Cá thòng. Tao thấy được ba mấy tuổi thế hẹo hẹo quá, tức chuyển giới này nhau. Ngoài hôm qua ông nghe mấy người lực nó, ông nó đông năm mấy tuổi là đủ chạy qua đây gấu hết biết ông bao tuổi luôn rồi. Chơi qua cậu. Không bận về mới đã chứ bận đi chạy hợp hà. Chạy lên cậu đâu bây giờ ông già hỏi ông nhiêu tuổi ông là hết bao nhiêu tuổi luôn. Quýu cà nữa nè.